cười lên con. Dạ bây giờ mình chơi trò học đếm nha. Nha. Đếm số kẹo bỏ vô bịch này. Nhưng mà chỉ đếm một lần thôi nữa. Đếm đi. Con bỏ vô, bỏ từng cái một vô đếm coi. Nói to lên con. To nữa. 6 7 8 9 10 mười mấy? Đếm to lên con. 16 Cười lên. 17 18 19 20 Nói gì nữa? 21 22 21 22 23 22 24 Bán từ từ coi. 30 31 32 bịch kẹo phải không? 32 kẹo. À, bịch kẹo màu gì? Màu xanh nước biển. Rồi bây giờ mình đếm kẹo màu gì đây? Màu đỏ. Rồi đếm lại kẹo màu đỏ coi. Bao nhiêu cục? Mình học đếm lại nha. Đếm cho mình nhớ cho nữa nha. Đếm đi đã. Đếm à. Nhìn mặt à, nhìn mặt mà. 19 20 thôi để cho em đi, để cho em 20 cái. Trả cho em đi. Rồi mình đếm coi bánh này là bánh gì? Bánh chip. Bánh quy giờ con đếm coi. Bánh quy chip gì? Bạn đếm đi, bạn biết đếm không? Bạn đếm. 1 2 3 5 6 7 8 Vậy là ta là mấy cái con? Tổng cộng có mấy cái? 8 bánh quy chip. À, 8 bánh quy chip. Chẳng như chút nào đâu. À, giùm đếm tiếp cái này nha. Bây giờ đứa nào đếm đây? Con sẽ ăn kẹo đó. Cho bé dao luôn. Dao cầm luôn. Giờ đếm nè, cho bon đếm đi. Bon đi. Đếm bon đếm lại 1. 1. Bon đếm bon. 2. 3. À, hai anh em cùng đếm hả? 4. Lật cái mặt lên cho nó đẹp. Cho em chơi với. 4 rồi đến mấy bon? 5 bon để vô, cho em để với. Ý à, anh phủ. Rồi, 5 rồi đến mấy đây? 5 đến mấy? 6. 6. 6. 6 cái này đến 7 cái là 7. Nè 6. Rồi sắp vô.
Rồi, 6 rồi đến mấy con? 8 à. 9. 9 rồi đến mấy? 10. Rồi, hoàn thành ha. Bây giờ mình chơi trò chơi đi. Mình chơi trò chơi là ăn kẹo. Trời ơi, chứ gì ăn kẹo rồi. Lấy cái bịch màu đỏ ra. Giờ mẹ hỏi con. Lấy bịch màu đỏ ra.